Chào mừng các em đến với tiết học ngày hôm nay, môn giáo dục công dân lớp 6, bài số 15, quyền và nghĩa vụ học tập. Bài này có 3 phần. 1 là chuyện đọc, 2 là nội dung, 3 là bài tập. Trong cái phần chuyện đọc là các em sẽ tự đọc. Và tí nữa đây thầy sẽ hướng dẫn cho các em cách trả lời những câu hỏi trong cái phần gợi ý. 2 là nội dung. Nội dung thì nó có 3 cái nội dung A, B, C, trang 40 sách giáo khoa. Thì trong cái phần C là các em sẽ tự đọc. 3 là cái phần bài tập. Khi chúng ta học xong thì chúng ta sẽ làm cái phần bài tập ở trang 40 và trang 41. Bây giờ thầy sẽ giới thiệu cho các em về cái phần chuyện đọc. Quyền học tập của trẻ em ở huyện đảo Cô Tô. Thì chúng ta biết cái cuộc sống ở huyện đảo Cô Tô trước đây là trẻ em không có điều kiện để được đi học. Mà cái điều đặc biệt trong cái sự thay đổi ở đảo Cô Tô ngày nay là trẻ em đến tuổi đi học đều được đến trường, là bởi vì hiện nay được đảng và nhà nước tạo điều kiện, được sự ủng hộ của các ban ngành, các thầy cô giáo cùng với nhân dân ủng hộ, tạo điều kiện hết mức, nên Cô Tô đã hoàn thành chỉ tiêu chống mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học. Quyền và nghĩa vụ học tập có nghĩa là gì? Thầy giải thích để các em nắm. Quyền có nghĩa là cái điều mà pháp luật hoặc xã hội công nhận cho được hưởng, được làm, được đòi hỏi. Còn nghĩa vụ là cái việc mà pháp luật hay đạo đức bắt buộc phải làm đối với xã hội, đối với người khác. Còn học tập là học và luyện tập để hiểu biết, để có kỹ năng, để cho có cái cách xử sự cho nó phù hợp trong cái cuộc sống ngày hôm nay. Trẻ em 6 tuổi là phải được học lớp 1 ngay từ đầu năm học. Nói tóm lại, cái mục tiêu giáo dục là đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, có tri thức, có sức khỏe, có thẩm mỹ, vân vân. Cho nên học sinh chúng ta cần phải hiểu và thực hiện tốt để xứng đáng là học sinh của nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Phần thứ hai là nội dung. Thì chúng ta đi vào cái nội dung thứ nhất. Ý nghĩa của việc học tập. Thì tại sao chúng ta phải học tập? Học tập nó có cái tầm quan trọng của nó như thế nào? Và cái môi trường giáo dục của chúng ta đây là gì? Thì chúng ta biết học tập là vô cùng quan trọng. Có học tập thì chúng ta mới có kiến thức, có hiểu biết, phát triển toàn diện để trở thành cái người có ích cho gia đình và xã hội, để trở thành con ngoan trò giỏi, cháu ngoan bác hồ. Còn môi trường giáo dục là nó có 3 cái môi trường: gia đình, nhà trường và xã hội. Chúng ta ghi cái nội dung của cái phần ý nghĩa vào nha. Cái việc học tập nó có cái tác dụng như thế nào đối với bản thân, gia đình và xã hội? Các em ghi đầy đủ cái ý nghĩa đây vào. Đối với bản thân là nó giúp cho con người có được kiến thức, có được những cái hiểu biết, từ đó nó phát triển một cách toàn diện và trở thành cái người có ích cho gia đình và xã hội. Thứ hai là đối với gia đình là nó góp phần quan trọng trong cái việc xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc. Còn đối với xã hội thì giáo dục là để đào tạo nên những con người lao động có đủ những phẩm chất và năng lực cần thiết để xây dựng đất nước. Đó là cái tác dụng của việc học tập. Chính vì thế mà pháp luật nhà nước ta có những cái quy định ghi rõ trong những cái nội dung cơ bản của quyền và nghĩa vụ học tập.
Thì đây cũng là cái nội dung cơ bản quan trọng nhất, các em ghi đầy đủ các cái nội dung này vào trong tập của mình. Học tập là quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân. Quyền và nghĩa vụ đó được thể hiện như thế nào? Thì pháp luật có quy định mỗi công dân có thể học không hạn chế, từ tiểu học đến trung học, đại học, sau đại học. Có thể học bất cứ ngành nghề nào thích hợp với bản thân. Tùy cái điều kiện cũng phải, có thể học bằng nhiều hình thức và có thể học suốt đời. Còn đối với trẻ em trong độ tuổi quy định, độ tuổi quy định là bao nhiêu? Là từ 6 đến 14 tuổi. Là bắt buộc phải hoàn thành bậc giáo dục tiểu học, tức là từ lớp 1 cho đến lớp 5. Đây là một cấp học nền tảng trong hệ thống giáo dục ở nước ta. Vì vậy mà chúng ta thấy học tập vô cùng quan trọng. Trẻ em có quyền học tập và đồng thời có nghĩa vụ học tập tốt, phấn đấu để trở thành người công dân tốt, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chúng ta biết cái nền giáo dục Việt Nam là cái nền giáo dục xã hội chủ nghĩa, giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội. Nhà nước thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục. Như vậy thì gia đình có trách nhiệm như thế nào và vai trò của nhà nước như thế nào đối với quyền này? Chúng ta sang cái nội dung thứ ba là trách nhiệm của gia đình và vai trò của nhà nước. Thì các em cũng ghi cái nội dung này vào trong tập của mình đầy đủ và học cho nó tốt. Trách nhiệm của gia đình đó là gì? Gia đình có trách nhiệm tạo điều kiện cho con em mình được học tập, được rèn luyện, đồng thời là tham gia các hoạt động của nhà trường. Người lớn tuổi trong gia đình là phải có trách nhiệm giáo dục, làm gương cho con em của mình, nó nói theo. Còn vai trò của nhà nước là nhà nước thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục, tạo điều kiện để ai cũng được học hành, giúp đỡ người nghèo, con em dân tộc thiểu số, đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi, người tàn tật, khuyết tật. Đó là toàn bộ cái nội dung của bài học. Bây giờ thầy sẽ kết luận lại toàn bài, củng cố lại toàn bài để chúng ta nắm. Cái nền giáo dục Việt Nam là nền giáo dục xã hội chủ nghĩa, có tính nhân văn, dân tộc, khoa học, hiện đại, lấy chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng. Để đảm bảo quyền lợi cho học tập, luật pháp nước ta quy định quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân. Những quy định trách nhiệm đó được thể hiện tính nhân đạo của pháp luật nhà nước ta. Chính vì thế mà chúng ta phải thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ học tập của mình và luôn luôn phấn đấu như lời dạy của Lenin: học, học nữa, học mãi. Và cái nhà văn người Pháp Forester có một cái câu danh ngôn: kiến thức là chìa khóa vạn năng mở ra tất cả các cửa. Còn Newton có câu danh ngôn: các điều chúng ta biết chỉ là một giọt nước, các điều chúng ta chưa biết là cả một đại dương. Thầy sẽ giới thiệu cho các em về một số cái luật để cho chúng ta nắm. Hiến pháp năm 2013, học tập là quyền và nghĩa vụ của công dân. Công dân có quyền học văn hóa và học nghề bằng nhiều hình thức.
Luật bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em có đoạn viết: trẻ em có quyền được học tập và học hết chương trình giáo dục phổ cập. Trẻ em học bậc tiểu học trong các trường lớp quốc lập không phải trả học phí. Cha mẹ, người đỡ đầu có trách nhiệm tạo điều kiện tốt cho các em học tập. Nhà nước có chính sách đảm bảo quyền học tập của trẻ em, khuyến khích trẻ em học tập tốt và tạo điều kiện để trẻ em phát triển năng khiếu. Luật giáo dục phổ cập tiểu học. Nhà nước thực hiện chính sách phổ cập giáo dục bắt buộc từ lớp 1 đến lớp 5 đối với tất cả trẻ em ở Việt Nam trong độ tuổi từ 6 đến 14 tuổi. Trong luật giáo dục, học tập là quyền và nghĩa vụ của công dân. Mỗi công dân không phân biệt dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, giới tính, nguồn gốc gia đình, đơn vị xã hội hoặc hoàn cảnh kinh tế đều bình đẳng về cơ hội học tập. Đó là giới thiệu toàn bộ cái nội dung bài học. Bây giờ ở nhà các em phải ghi chép lại cho đầy đủ, học thuộc và hiểu bài. Đồng thời các em sẽ làm các cái bài tập ở trang 40 và 41. Là các em chuẩn bị cho cái bài ở tuần sau. Thì bài 16, 17 và 18 nó cùng chung một cái chủ đề: các quyền tự do cơ bản của công dân. Thì trong cái chủ đề này, ở ba bài học thì các em tìm hiểu cái nội dung và ý nghĩa của các quyền tự do cơ bản của công dân. Thứ hai là phân biệt được các cái biểu hiện tôn trọng và xâm phạm các quyền tự do cơ bản của công dân. Bài học của chúng ta đến đây là hết. Chúc các em học tốt.